Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình thương hiệu quốc gia trong giai đoạn mới từ năm 2020 đến năm 2030 đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng là những nội dung điểm mới của chương trình. Để triển khai thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia trong giai đoạn mới, ngày 8 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 30/2019 QĐ-TTg ban hành quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam và quyết định số 1320 QĐ-TTg phê duyệt chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030, trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể như thực hiện có hiệu quả chương trình trên cơ sở thống nhất, đồng bộ với chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam, đạt mức tăng cao hơn mức bình quân cả nước. Góp phần tăng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam bình quân 20% mỗi năm, theo thống kê, đánh giá của các tổ chức xếp hạng uy tín thế giới. Trên 1.000 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam, mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín thế giới. 90% số lượng doanh nghiệp trên cả nước có nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư. 100% sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam được quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Năm 2020 là năm thứ 16 triển khai thực hiện và là năm lần thứ 7 Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. So với 6 kỳ xét chọn trước đó, kỳ xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7 mặc dù phải chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia rất lớn. Năm 2020 này thì mặc dù như chúng ta cũng đã biết là nền kinh tế thế giới, khu vực và cả Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi cái dịch COVID-19 có những cái diễn biến phức tạp và khó lường. Tuy vậy là cái số lượng doanh nghiệp mà đăng ký tham gia là như vậy là hơn 1.000 các cái doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc, và đây là phần lớn là những doanh nghiệp có thương hiệu mạnh và có thể nói là những doanh nghiệp mà có tiềm lực và để tham gia vào chương trình. Ngoài những cái doanh nghiệp mà đã tham gia chương trình từ trước đến nay, thế nhưng năm nay, năm 2020 thì có nhiều các cái doanh nghiệp mà có thể đánh giá là có thương hiệu mạnh và có tên tuổi đấy, và ở nhiều lĩnh vực khác mới tham gia vào chương trình, như vậy làm đa dạng hóa các cái lĩnh vực mà các doanh nghiệp có những sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm nay đã đạt được. Một trong những điểm sáng trong việc xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 là đã thu hút được một số thương hiệu có tiếng trên thị trường lần đầu đăng ký tham gia chương trình để cùng đồng hành với những doanh nghiệp đã có nhiều năm theo đuổi các giá trị của chương trình thương hiệu quốc gia. Chúng tôi nghĩ rằng chương trình thương hiệu quốc gia thì đã đánh giá cao các cái doanh nghiệp làm ăn tốt, có uy tín. Cái điều đó cũng chính là đem lại những nguồn năng lượng tích cực cho tập đoàn TH chúng tôi cố gắng hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa, sáng tạo nhiều hơn nữa để đưa những sản phẩm mới đến tay người tiêu dùng, tin yêu và những cái lựa chọn tốt nhất cho chính người tiêu dùng. Chúng tôi nhận thấy là được sự hỗ trợ rất là tích cực từ phía chính phủ và đặc biệt là Bộ Công Thương chủ trì ra một cái cuộc thi để mà đạt cái tiêu chuẩn thương hiệu quốc gia. Và trong đó thì mục tiêu là gì? Để xây dựng một cái hình ảnh Việt Nam là một quốc gia mà có cái hàng hóa và dịch vụ có chất lượng rất là cao, thì cái tiêu chí đó phù hợp với cái tiêu chí của chúng tôi. Và trong cái bối cảnh khó khăn này thì nếu chúng tôi tham gia đạt được cái thương hiệu quốc gia thì chúng tôi sẽ được hỗ trợ của chính phủ, hỗ trợ và trong đó là Bộ Công Thương đồng hành cùng với chúng tôi để mà giúp chúng tôi tăng cái khả năng cạnh tranh, đi vào thị trường, phát triển thị trường nội địa và có cơ hội để phát triển thị trường nước ngoài. Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của chính phủ nhằm xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Năm 2020, sau hơn 9 tháng phát động và triển khai xét chọn, ngày 29 tháng 9 năm 2020,
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã ban hành quyết định số 2534/QĐ-BCT công nhận 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020, tăng 27 doanh nghiệp so với kỳ xét chọn năm 2018. Thì tôi thấy cái việc đồng hành cùng doanh nghiệp và thương hiệu với một cái sự bền bỉ và lâu dài như thế là cái việc rất quan trọng, bởi vì để đưa được một thương hiệu trở nên nổi tiếng, uy tín và phát triển thì cần một thời gian rất dài. Và tôi biết là chương trình thương hiệu quốc gia đã được hơn 10 năm. Và cái sự đồng hành của chương trình cùng với các cái thương hiệu là khá rõ ràng. Bản thân như trong các cái doanh nghiệp được danh hiệu thương hiệu quốc gia thì có lẽ là Nutricare là một trong những cái doanh nghiệp trẻ nhất. Và như vậy thì chúng tôi cũng thiệt thòi về mặt lịch sử, về mặt danh tiếng so với các cái doanh nghiệp đàn anh trước. Tuy nhiên thì chúng tôi có được một cái điểm mạnh là chúng tôi rất là năng động, chúng tôi rất là nhiệt huyết và rất là sáng tạo. Thế và khi mà được tham gia cái chương trình thương hiệu quốc gia thì phải nói là như này, trong số tới thời điểm bây giờ thì Nutricare đạt được khoảng 19 cái danh hiệu giải thưởng khác nhau. Thế nhưng mà thương hiệu quốc gia là cái danh hiệu mà có thể nói là thách thức nhất, bởi vì cái quy trình về thẩm định xét duyệt rất là khó khăn. Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn và duy nhất của chính phủ nhằm xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Ngoài ý nghĩa mang tầm vóc quốc gia, chương trình còn có ý nghĩa quan trọng đối với các đơn vị tham gia. Nhận thức được vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty chúng tôi đã mạnh dạn tham gia và có sản phẩm đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Khi tham gia chương trình này, chúng tôi xác định và ý thức rằng việc phát triển sản phẩm, phát triển công ty phải luôn gắn với lợi ích của người lao động và cộng đồng. Chúng tôi hiểu và xác định các mục tiêu một cách rõ ràng nhất, đề ra các chiến lược kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất khi có sản phẩm đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sau lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan quản lý chương trình sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp trong và ngoài nước với nhiều hoạt động như phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam, thực hiện các hoạt động tư vấn gián tiếp và trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu đáp ứng được hệ thống các tiêu chí của chương trình, phối hợp với các địa phương xây dựng nội dung và kế hoạch, chiến lược tuyên truyền, quảng bá, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, thương hiệu sản phẩm được lựa chọn và xây dựng các sản phẩm truyền thông nhằm giúp tăng cường nhận biết các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể của Việt Nam đến khách hàng, người tiêu dùng quốc tế thông qua các kênh thương mại điện tử, các sự kiện xúc tiến thương mại, các sự kiện ngoại giao ở nước ngoài. Phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới cho các sản phẩm xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh. Tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp với các nhà phân phối lớn trong nước nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước. Có thể nói các nỗ lực trên của Bộ Công Thương là sự hỗ trợ đắc lực giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước, củng cố, gia tăng sức mạnh thương hiệu, sản phẩm, tạo đà xuất khẩu để ngay cả khi trong và sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn phát triển và nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng. Các doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm Việt Nam trở thành điểm sáng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.